Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi xin được chúc quý vị có những giây phút thoải mái để có thể xem hết video clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xem xét kỷ luật Chủ tịch Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế, kịp thời, nghiêm minh. Thưa quý vị, nhiều lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được nhắc tên trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chiều ngày hôm qua như một lời khẳng định về tính nghiêm minh, kịp thời trong việc xử lý cán bộ vi phạm. Cân nhắc lại, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 10 tháng 3 đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận, các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm về đấu giá đất, chứng khoán. Thực hiện kết luận này, ngay trong tháng 3, các vụ việc đã được khẩn trương, làm rõ và đưa ra kết luận thể hiện sự khẩn trương, kịp thời và nghiêm minh. Quan điểm xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhắc lại tại hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao diễn ra ngày hôm qua. Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, xử lý đến đó, có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố, điều tra. Kết luận có tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Và kết luận của Ủy ban Kiểm tra thể hiện rõ điều này khi xem xét hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Trong đó, nêu trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và cụ thể là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong vụ Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời. Đó là lời của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Và điều này được chứng minh một cách rất kịp thời bằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngay trong ngày hôm qua. Ba vụ việc thách thức pháp luật và sự nghiêm minh bất kể ai. Thưa quý vị, ba vụ việc vi phạm của nhóm Báo Sạch, bà Nguyễn Phương Hằng, thao túng thị trường chứng khoán được nhận định có tính chất thách thức chủ trương, pháp luật, dư luận xã hội đã được xử lý nghiêm minh. Sáng ngày hôm nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhắc đến việc xử lý nghiêm minh ba vụ việc. Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, bốn cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Dẫn chứng ba vụ việc gồm vi phạm của nhóm Báo Sạch, bà Nguyễn Phương Hằng, thao túng thị trường chứng khoán, việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội rất tốt. Đó là ba vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội và chúng ta có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tính toán bảo đảm những yếu tố để không gây ảnh hưởng đến các hoạt động cần làm tốt trong thời gian tới. Ông Võ Văn Thưởng nói, trong ba vụ việc mà ông Thưởng nêu ra, vụ việc vi phạm của nhóm Báo Sạch đã được tòa án xét xử, hai vụ việc còn lại đang trong quá trình điều tra. Về vụ Báo Sạch, đó là vụ án do nhóm người tạo fanpage Báo Sạch, group làm Báo Sạch và kênh YouTube BS Channel do Trương Châu Hữu Danh đứng đầu. Trong phiên xét xử, hội đồng xét xử cho rằng đa số bài viết của bị cáo sử dụng thông tin một chiều không kiểm chứng, dựa vào nhận định chủ quan, suy diễn của bị cáo, hướng cộng đồng mạng bình luận tiêu cực, xúc phạm đến danh dự cá nhân, tổ chức. Những bài viết đó có số lượng lớn người theo dõi, chia sẻ và bình luận tiêu cực, bôi nhọ.
Cái nguy hại của nhóm này đã làm cho một bộ phận độc giả hoài nghi chủ trương chính sách của Đảng, hoài nghi báo chính thống, hoài nghi công cuộc chống tham nhũng. Vụ việc liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, theo Bộ Công an, các hành vi phạm tội của ông Quyết là che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Còn với vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quyết tâm chống tham nhũng tiêu cực của Đảng với thông điệp không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, ngày càng được hiện thực hóa. Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, bốn cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Nhấn mạnh với những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của Đảng, Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và được lãnh đạo các cấp, đặc biệt lãnh đạo chủ chốt có chỉ đạo, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, cần xử lý khẩn trương, nghiêm minh, kịp thời. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng không cho phép các hành vi ngang nhiên xúc phạm, nhục mạ, xâm phạm đến quyền, lợi ích của người, tổ chức khác hay nhà nước. Với vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan chức năng đã chỉ rõ có việc một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính. Những vi phạm như vậy đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức Đảng và Ủy ban chứng khoán nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ trong một vụ việc mà là trong mọi hoạt động xã hội. Ngược lại, khi bước qua làn danh đến mức vi phạm, thách thức chủ trương, đường lối, pháp luật và dư luận, quá trình xử lý nghiêm minh theo đúng tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, sẽ được thực thi. Ông Trịnh Văn Quyết, người hiểu luật nhưng lại nhờn thể chế. Thưa quý vị, những động tác thủ thuật của một người am hiểu pháp luật, từng là luật sư như ông Trịnh Văn Quyết trên thị trường chứng khoán, đã vi phạm nghiêm trọng đến trật tự mà nhà nước đã thiết lập. Vai trò to lớn của lực lượng kinh tế tư nhân ngày càng được Đảng khẳng định và tạo điều kiện mọi mặt để phát triển. Lực lượng kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay đang đứng trước những thời cơ thuận lợi cũng như những thách thức đan xen. Yêu cầu của thời kỳ mới cần thiết phải có đội ngũ doanh nhân ngang tầm thời đại, tương xứng giữa cả tâm lẫn tài. Cùng với tiến trình phát triển của đất nước, đòi hỏi đội ngũ doanh nhân Việt Nam không chỉ nhạy bén về tư duy kinh tế, am hiểu về luật pháp trong nước và ngoài nước, cũng như hiểu biết về chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn đòi hỏi lực lượng ấy có một năng lực hoạt động kinh tế phù hợp, tương thích và cùng nhịp với mô hình thể chế chính trị của đất nước. Nhận thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vấn đề này chính là việc doanh nhân đã định vị được bản sắc, giá trị và vị thế của mình đối với dân tộc. Đội ngũ doanh nhân có tầm cỡ, có sự ảnh hưởng là những người hiểu biết sâu sắc về những vấn đề nói trên, bởi mọi hoạt động làm ăn kinh tế của họ phải được đặt trong một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mọi hành động có hơi hướng không tương thích, nằm ngoài chủ trương chung và thể chế chính trị đều có thể dẫn tới những hành vi sai lầm từ nhỏ đến lớn theo biến thiên thời gian. Sự việc bắt Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết ngày 29 tháng 3 vừa qua thể hiện một cách cứng rắn về bản chất của một nhà nước vì dân, sẵn sàng nghiêm trị và thanh trừ mọi thành phần các chủ thể, những ông lớn tham gia vào đời sống kinh tế xã hội với một động cơ thao túng, lũng đoạn thị trường. Những động tác thủ thuật của một người am hiểu pháp luật, từng là luật sư như ông Trịnh Văn Quyết trên thị trường chứng khoán, đã vi phạm nghiêm trọng đến trật tự mà nhà nước đã thiết lập. Mọi thành phần kinh tế, công tư phải nhận thức rất rõ nền kinh tế đang được vận hành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước. Song song với quá trình đó, Quốc hội Việt Nam qua các nhiệm kỳ đã kịp thời ban hành các đạo luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế một cách thuận lợi. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng được đòi hỏi yêu cầu của đời sống kinh tế xã hội sôi động. Hành vi của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nếu không sớm bị tuyết còi sẽ để lại hậu quả khôn lường, tạo tiền đề và thói quen xấu len lỏi trong các hoạt động kinh tế của nhà nước. Nên kinh tế của nhà nước sẽ ra sao khi một số doanh nhân như Trịnh Văn Quyết được xem như hình mẫu về sự thành công, hình tượng cho giới trẻ khởi nghiệp. Thực tế cho thấy không ít các doanh nhân giao thời với những phẩm chất tốt đẹp như sự nhạy bén, năng động, có tư duy kinh tế đã nắm bắt được các thời cơ để phát triển nhanh chóng và tăng kích cỡ của mình lên đáng kể.
họ đã biết tận dụng và sử dụng uyển chuyển những cơ chế, quan hệ và hệ thống tài chính để ngày càng mở rộng các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ngoài những phẩm chất tốt đẹp để vận dụng hiện nay thì vẫn còn không ít những tư tưởng mang tính chộp giật, cơ hội, vị kỳ, những hành động kinh doanh bán chuyên nghiệp, vừa hiểu biết luật nhưng ứng xử một cách tiểu nông trong các quan hệ dân sự, gây bức xúc cho người dân thời gian qua. Nếu các quan hệ dân sự đơn thuần có những mâu thuẫn lợi ích đan xen đơn giản trong đời sống kinh tế xã hội được giải quyết trên cơ sở đàm phán, đối thoại nhằm tìm ra hướng xử lý hài hòa cho các bên thì đó là lẽ thường tình. Tuy nhiên, vượt ra ngoài không gian ấy để tiếp diễn với các lĩnh vực hoạt động kinh tế khác theo kiểu tư duy nửa vời, đậm chất tiểu nông, vừa hiểu luật nhưng lại nhờn thể chế như ông Trịnh Văn Quyết, thì câu chuyện vào vòng lao lý chỉ là điều sớm muộn. Và sự việc mà Trịnh Văn Quyết bị bắt vì vi phạm luật pháp trên thị trường chứng khoán Việt Nam là một hệ quả đã được cảnh báo từ trước. Hành động lúc nửa đêm, giá xăng giảm sâu, dầu tăng mạnh. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giảm giá xăng trong kỳ điều hành ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng giảm trong năm 2022 do thuế bảo vệ môi trường giảm mạnh. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 có giá bán 27.300 đồng trên lít, giảm 1.030 đồng trên lít so với giá hiện hành. Xăng RON 953 giá bán là 28.150 đồng trên lít, giảm 1.040 đồng trên lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng giảm nhưng giá dầu lại có mức tăng khá cao. Dầu diesel 0,05S giá bán là 25.080 đồng trên lít, tăng tới 1.450 đồng trên lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa giá bán là 23.760 đồng trên lít, tăng 1.520 đồng trên lít so với giá bán lẻ hiện hành. Mức giá này áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ hôm nay, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm 2.000 đồng trên lít, từ 4.000 đồng trên lít xuống 2.000 đồng trên lít. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn giảm 1.000 đồng trên lít, từ 2.000 đồng trên lít xuống 1.000 đồng trên lít. Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng trên kg, từ 2.000 đồng trên kg xuống 1.000 đồng trên kg. Dầu hỏa giảm 700 đồng trên lít, từ 1.000 đồng trên lít xuống mức sàn 300 đồng trên lít. Nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng trên lít. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ Công Thương cho biết, dù thuế bảo vệ môi trường giảm nhưng do giá xăng dầu thế giới, nhất là giá các loại dầu có mức tăng cao, nên Liên Bộ Công Thương Tài chính đã phải sử dụng kết hợp công cụ quỹ BOG xăng dầu ở mức hợp lý, điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với mức tăng của giá thế giới. Nếu thuế bảo vệ môi trường như mức cũ, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành này sẽ tăng từ 1.069 đến 2.789 đồng trên lít trên kg. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.069 đồng trên lít, xăng RON 95 tăng 1.161 đồng trên lít, dầu diesel tăng 2.547 đồng trên lít, dầu hỏa tăng 2.789 đồng trên lít, dầu ma rút tăng 1.606 đồng trên lít. Sớm tăng lương cho người lao động. Thưa quý vị, tại phiên họp về lương tối thiểu vùng của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra chiều ngày 28 tháng 3, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 cho người lao động tại doanh nghiệp. Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Tại phiên họp, có phát biểu của các thành viên hội đồng. Một số thành viên hội đồng thuộc cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia độc lập cũng chia sẻ tương đối đồng thuận với đề xuất tăng lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 mà phía đại diện cho người lao động đề xuất tại phiên họp. Tuy nhiên, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đại diện cho người sử dụng lao động lại đề nghị tăng lương từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thay vì từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây cũng không phải đề xuất mới của cả hai bên, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động. Và tất nhiên mỗi bên đều có lý của mình. Về phía đại diện người lao động là của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nhiều lý do nên tăng lương cho người lao động từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 mà không hoãn cho tới đầu năm 2023, có nghĩa là thêm nửa năm nữa. Theo nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp,
từ năm 2021, nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người hưởng lương, đặt trong mối quan hệ với các yếu tố của thị trường lao động và phát triển kinh tế xã hội, cung cầu lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động, việc làm, thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2021, do khó khăn của doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19 nên lương tối thiểu vùng đã không được điều chỉnh tăng. Lần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng gần nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, với vùng 1 là 4,42 triệu đồng, vùng 2 3,92 triệu, vùng 3 3,42 triệu và vùng 4 3,07 triệu đồng. Nhưng nếu đã chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thì cũng rất cần chia sẻ khó khăn cho người lao động. Cũng như doanh nghiệp, người lao động đã phải chống chọi với đại dịch COVID-19 hơn 2 năm qua. Suốt kể từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, người lao động đã phải chật vật để làm việc, để trụ lại với công việc. Nhiều biện pháp chặt chẽ được áp dụng để phòng chống dịch đã khiến cuộc sống của người lao động, nhất là với những người thu nhập thấp, mà số này lại rất đông, bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều lao động đã phải nghỉ việc, kể cả bỏ việc vì không thể đương đầu nổi với khó khăn kéo dài. Chúng ta đã chứng kiến thời điểm bắt đầu từ giữa năm 2021 khi dịch bùng phát dữ dội tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Hàng chục ngàn công nhân đã phải rời thành phố tìm cách trở về quê. Khó khăn kéo dài, một bộ phận lớn người lao động không có thu nhập, kiệt quệ. Nay, với chính sách mở cửa sống chung với dịch COVID-19, các hoạt động khôi phục trở lại, người lao động đã trở lại nhà máy, xí nghiệp, nhưng những gì đã phải chịu đựng suốt thời gian dài vẫn tiếp tục vắt kiệt sức của họ, khiến họ khó khăn khi tổ chức lại cuộc sống trong bối cảnh bình thường mới. Đã vậy, gần đây nhiều mặt hàng lại lên giá, nhất là những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực, thực phẩm. Vẫn biết doanh nghiệp còn khó khăn, nhưng người lao động còn khó khăn hơn. Sức chịu đựng của họ đã bị thử thách quá lâu. Vì vậy, việc sớm tăng lương tối thiểu cho người lao động là hết sức cần thiết. Nhân đây, cũng xin được nói thêm rằng, quý một năm nay, nền kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, là nền tảng để cả năm 2022 sáng sủa. Thông tin từ Tổng cục Thống kê ngày 29 tháng 3 cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng kinh tế đã lấy lại đà từ quý 4 năm 2021 khi đạt 5,22%.